chương trình này nó như thế nào, và các bạn bán quần áo hay là bán hàng, các bạn thấy hấp dẫn không? Đây, quay cái camera tới coi. Hello, xin chào các bạn. Wow, một người coi. Quay đó các bạn. Rồi, coi thử trên này coi nó làm sao. Hello, chào các bạn. 10 người rồi. Các bạn nào đang Nguyễn Hữu Hoàng, Trần Minh Phương, Cường Quỳnh. Rồi, chào các bạn. Lâu lắm rồi không có livestream. Bữa nay các bạn thấy mình có già đi không? Sau một thời gian gọi là ở ẩn vì Covid-19 thì các bạn thấy mình có già không? Hello, Michael Nguyễn. Mới đi một vòng Đà Lạt. Con chào chú Mai Nguyên. Trời ơi, kêu chú dữ trời. 51, 54 rồi các bạn. Bây giờ mình cho các bạn coi một tuyệt phẩm. À, chào. Đây, bật camera cho các bạn coi một tuyệt phẩm. Đấy, đã thấy chưa? Các bạn thấy cái tivi kinh điển chưa? Rồi, ra đây chưa? Các bạn thấy cái góc nhìn rất là đẹp ha. Đây là một cái tivi The Zero và mình đang quay cái video khui hộp. Tối nay mình sẽ cho lên sóng. Đó, các bạn thấy một cái tivi rất là đặc biệt và mình đang livestream từ trên cái điện thoại của mình ha, là cái điện thoại Galaxy S20 Ultra. Đó, đây nội dung bây giờ mình quay thử mấy cái nội dung cho các bạn thấy trên màn hình nè. Tivi này rất là xịn sò nhưng mà giá rất là hạt rẻ. À, giá chỉ bằng một cái iPad thôi. Đó. Đây, cái tivi. Rồi bây giờ mình xoay ngang thử nha. Không được, tại vì cái nền tảng của cái nền tảng khi mình livestream đứng thì nó khóa luôn rồi, nó không cho mình xoay đâu. Cho nên là cái màn hình tivi nó sẽ không xoay. Rồi, hy vọng là các bạn đang coi cái livestream này tối nay coi cái video này trên kênh YouTube của mình. Một cái tivi rất là hay. Wow, nó nhảy ra kìa. Đó, đây là cái mặt của mình nè. Đang khui thùng cái tivi. Và đây là cái tivi. Cái tivi dựng đứng các bạn thấy không? Đó. Tivi dựng đứng. Tivi này có thể xoay màn hình ngang, rất là độc. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Mình chỉ thử trên cái livestream trên điện thoại bắn qua cái tivi coi cái độ mượt của nó như thế nào thôi, mà mình cảm nhận được một cái độ mượt cực kỳ ổn định luôn. Cái hiện tại cái độ nét của cái hình ở trên cái tivi 43 inch rất là tốt ha, cho một cái độ phân giải mình nghĩ là 720. Chắc chắn là 720. Rất đẹp. Và cái hình không bị giật. Mượt mà. Rất là mượt. Đó. Rất là mượt. Nó đang chiếu trên cái tivi. Đã quay lại một lần nữa cho các bạn coi cái ngắm cái tivi nè. Rồi giờ này coi. Đó, cái tivi. Cái tivi như một cái chân đứng. Tối nay sẽ lên cái clip này cho các bạn coi. Và cái tivi này mình bảo đảm là rất nhiều các bạn sẽ thích. Cực kỳ thích luôn. Ai? À, Dương Bảo Lâm à? Hả? Đó. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.